Hello, hôm nay tôi sẽ chỉ với mấy bà cách pha màu da. Có phải là bình thường mấy bà trộn màu vàng với màu đỏ và thêm một chút màu trắng? Trời đất ơi, tại sao lại thêm màu trắng vô trong này? Tô ra nó rất là đục như vậy nè. Nhớ giùm tôi là trong màu nước chúng ta sẽ không sử dụng màu trắng để trộn vô nha. Chỉ sử dụng màu rồi pha lại với nhau thôi. Nó sẽ ra một màu rất là trong như vậy nè. Thêm một chút màu đỏ nó sẽ ra một màu da trắng hồng. Rồi, bây giờ tôi thử khuôn mặt ha. Cái khúc này nó mới căng đây nè. Lớp đầu tiên thì tô rất là nhẹ nhàng thôi, chỗ nào tối thì tô trước, ví dụ như là phần hốc mắt nè, hai bên trán, hai bên gò má, dưới mũi, dưới cằm, còn lại là chừa sáng. Chừa sáng có nghĩa là không tô nha, chừa giấy trắng luôn đó mọi người. Chờ cho lớp đầu tiên khô thì tô lớp thứ hai, cái này tôi nói hoài luôn á, không có tô chồng chéo nhiều lớp lên cùng một lần nhìn nó rất là bầy hầy. Chừa sáng nó rất là quan trọng nha mấy bà, nó sẽ giúp cho cái khuôn mặt nhìn nó căng, nó sáng hơn và nó có đủ khối nữa. Khối có nghĩa là nhìn nó nổi lên á. Và cuối cùng thì tôi sẽ thêm chi tiết nữa thì coi như là xong rồi. Nếu muốn biết cách tô da toàn thân thì bạn có thể xem lại video cũ nha.